Tối ngày 19 tháng 11, đêm concert của The Masked Singer mùa đầu tiên đã chính thức diễn ra. Osen vượt qua Phượng Hoàng Lửa và Lady May để giành giải quán quân. Ca sĩ Ngọc Mai chính là người phía sau lớp mặt nạ này. Trong đêm chung kết, chồng của Ngọc Mai là Quốc Nghiệp cũng có mặt để ủng hộ bà xã. Hoàng tử Siếc đứng dưới khán đài và luôn cầm chiếc điện thoại ghi lại từng khoảnh khắc của vợ trên sân khấu. Nam nghệ sĩ vô cùng hạnh phúc trong khoảnh khắc vợ mình giành giải quán quân. Sau khi Ngọc Mai tỏa sáng trên sân khấu, Quốc Nghiệp chia sẻ giờ đây anh chấp nhận làm hậu phương để vợ nổi tiếng. Anh tâm sự, khi Mai tham gia chương trình này, tôi luôn ủng hộ và động viên vợ mình. Tôi từng hứa với Mai rằng sau khi hoàn thành hết những nhiệm vụ quốc gia thì sẽ trả vợ về thế giới của cô ấy. Hôm nay Mai đã làm được, tôi tin chắc đây chỉ là bước đầu tiên thôi, vợ tôi sẽ còn nhiều bước đường tỏa sáng hơn nữa. Tôi luôn tự nhủ khi Osen đã bước ra thế giới khác, tôi sẽ trở thành Osen. Bên cạnh đó, Quốc Nghiệp còn tiết lộ rằng bà xã đang mang thai em bé thứ ba. Trước đó, vợ chồng anh đã có hai con và sắp tới đây sẽ chào đón thêm thành viên mới. Anh ngọt ngào gửi đến Ngọc Mai. Năm nay chắc chắn sẽ là năm ước nguyện tuyệt vời của em được tròn đầy và thăng hoa. Gái một con trông mòn con mắt nhưng nếu thành gái ba con là con mắt long lanh lấp lánh lắm đó em. Hiện tại, vợ chồng Ngọc Mai Quốc Nghiệp sở hữu cơ ngơi sung túc. Cặp đôi đã từng khoe căn nhà tiền tỷ nằm ở ngoại ô thành phố Hồ Chí Minh. Gần đây, cặp đôi còn tậu thêm căn hộ chung cư cao cấp để tiện cho việc đi lại. Ngọc Mai từng có khoảng thời gian rút lui khỏi showbiz làm hậu phương cho chồng. Giờ đây, nữ ca sĩ đã có thể lần nữa tỏa sáng trên sân khấu và nhận được nhiều sự ủng hộ từ ông xã cùng người hâm mộ.